Thì đó là gia đình còn hơi lo, rồi không biết là hai đứa sẽ sống với nhau như thế nào, rồi công việc như thế nào. Ba mẹ của em thì muốn hai đứa cho thêm thời gian để củng cố về kinh tế rồi cái kiểu. Nhưng mà lúc đó thì em muốn cưới bạn này lắm rồi, cũng bày ra mưu, đôi khi phải dụ ba mẹ lên trên, sau đó con xuống kiếm hồ sơ khẩu để đăng ký kết hôn luôn mà kiếm không ra. Đúng đó hả? Dạ. Nhưng mà em biết là mẹ của Đức là không muốn cho hai đứa lấy nhau sớm vậy, thì em có bị cảm thấy bị hụt hẫng không? Dạ, lúc đầu là rất là buồn. Với lại mẹ có nói là lý do là bởi vì gia đình không có môn đăng hộ đối. Nên là lúc đó rất là buồn. Nhưng mà sau đó em nghĩ là nếu mà em là mẹ chồng á thì em cũng nghĩ giống mẹ. Nên là sau đó không có giận nữa. Nhưng mà vẫn buồn, đến bây giờ vẫn thấy buồn. Môn đăng hộ đối là về phía nào? Về dạ, phía mình. Nhà em. Nhà mình không môn đăng với nhà dạ, đúng, đúng không? Dạ, lúc đó là muốn chia tay, về là cứ cãi nhau với anh này chia tay, nhưng mà ảnh mỗi lần đòi chia tay là ảnh dạ anh đi chết cho em coi, xong rồi đòi đồ sống đồ chết đúng dạ, không? Dạ, đúng mà nhảy cầu. Rồi đi cơm bánh. Thấy chưa, đồ nào đây chưa? Đồng rồi. Trời ơi, cảm ơn cưng. Là sao? Em mình mới một hộp bánh khoai lang miếng lại bột nguyên cám. Còn là cái mật ong á không có đường phải không? Dành cho mấy bạn ăn kiêng đó con. Trời ơi, mọi người ơi, Vân Vân phải lấy số liền. Trời ơi, có giao tận nhà không vậy? Dạ có cô. Trước tiên là cảm ơn hai vợ chồng đã có một món quà dành tặng cho chị Vân và anh. Rồi, bây giờ quay trở lại với chương trình. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Út Thuận và xin chào các bạn xem đài. Con tên là Hoàng Anh Đức, năm nay là 33 tuổi, hiện đang làm bố hai con với lại họa sĩ tại nhà. Họa sĩ chân dung hay là phong cảnh? Dạ, con vẽ mấy cái hình truyện tranh để post lên mấy cái fanpage. Thôi bây giờ mình xưng bằng em với chị thôi nha. Dạ. Chị cũng trẻ lắm nha. Bây giờ tới con, quên tới em đó. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em tên là Tô Linh Nghi. Năm nay em 26 tuổi, em là mẹ bỉm sữa hai con. Và hiện tại em đang ở quận 8 và em đang kinh doanh bánh. Các loại bánh đó. Họ Tô hả? Dạ. Anh là Tô Hòa Thuận nè. Dạ. Chào cô em gái cùng họ. Rồi bây giờ nè, Đức. Dạ. Bây giờ kể cho anh nghe coi bây giờ cái câu chuyện tình yêu của hai em. Lần đầu tiên em gặp cô ấy ở đâu và em có ấn tượng gì về cô gái này không? Dạ, ngày xưa thì em biết vợ em qua Facebook thấy cũng xinh, hot girl, nhiều người thích. Rồi cũng hay đàn ca múa hát mà mình thấy cô này rất là kiểu chất. Do đó mà mình cũng để ý, nhưng mà vợ em chảnh lắm, không, em nhắn tin mà cũng không bao giờ trả lời lại. Đến một ngày đẹp trời thì trả lời. Sau đó thì bạn có muốn đi xem kịch. Do đó mà em cũng cố gắng tìm được vé, mà vé lúc đó hình như là khó kiếm lắm. Kịch ở đâu? Ở Edicap, nhưng mà thời điểm đó là sân khấu nào cũng khó. Đúng tìm rồi. Vé hết trơn. Cuối cùng thì em cũng tìm được. Em hỏi là tối đó thì đi được không. Bạn này không biết sao mà lại thôi từ chối. Sau đó là rủ đi xem phim nhỏ rẻ. Đi xem phim nhỏ rẻ. Tại vì thực ra thì sau này bạn nếu phải kể là tại vì muốn thử em thôi, coi em có đi kiếm không, có thành ý không đó. Dạ. Sau đó thì mới hẹn đi xem phim. Ấn tượng đầu tiên khi mà em lỡ chạm vào vai của vợ em, thấy vai bự quá. Huynh đệ của mình thấy đó. Vì cái chuyện này mà con đánh ảnh hoài. Mỗi lần nói vai to là thế nào cũng bị quýnh. Nhưng mà em thì sao, em thấy anh ở ngoài đời thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ, lúc đầu á là ở trên Facebook thì con thấy kiểu bad boy lắm. Kiểu trai hư á, lúc nào đăng hình cũng là gái bu nùm nộp. Nên con ghét, con không thèm trả lời. Xong sau đó nên con phải tránh với ảnh. Xong sau đó gặp ở ngoài thấy cũng đẹp trai, với lại ảnh rất là hài. Lần đầu tiên gặp con cái chỗ rạp phim á, có cái tấm kính và tự nhiên ba xà vô đó, nằm trên nó như con thằng lằn á. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu chính thức quen nhau, kể từ sau cái lần mà gặp mặt ở ngoài đời á? Thật ra ở cái lần xem phim á, mà đến giờ vẫn còn tranh cãi, đó là sau khi mình xem phim xong á thì em có quay qua em nhìn vợ em cái, mà sau đó vợ em hôn em cái chóc. Sau đó luôn. Dạ. Sao em bảo gì? Dạ. Sắc của em liền luôn hả? Mà đến giờ vẫn còn tranh cãi là anh hôn em trước hay em hôn anh trước. Anh nói đến nỗi mà ngay cái tên bộ phim mà cũng chả nhớ luôn. Tại vì con thấy ảnh cứ đưa cái mặt sát vô hoài, con tưởng ảnh muốn hôn con hôn cái cho im luôn. Thì lúc đó em chơi giới không? Dạ cũng bất ngờ, tại vì em cũng không nghĩ là tự nhiên lần đầu tiên đi chơi mà lại hôn như vậy. Em đơ luôn, sau đó thì chỉ là một nụ hôn đó, sau đó hai đứa đi về nhà. Rồi sau đó về có nhắn tin trao đổi dạ, gì không? Dạ cũng có nhắn tin trao đổi, sau đó gặp đi chơi, hẹn hò, rồi nấu cho ăn. Em nhớ lần đầu tiên mà bạn này bạn nấu cho ăn á, phần ăn dành cho một người mà bạn nấu một tô cơm đầy, hai cây lạp xưởng lớn, hai cái ức gà, một tô canh và bắt em ăn cho hết. Trời ơi, em nấu cho lực sĩ hay sao vậy em? Tại lúc đó em thấy là ảnh lớn con, ảnh bự lắm, cao nữa, nên là nghĩ ảnh ăn nhiều nên là em nấu nhiều cho ảnh. Mà em không có ăn chung hả? Không, lúc đó em rất là dữ dáng, sợ mập nên không ăn. Nhưng mà lúc đó là đã chính thức là quen nhau chưa? Dạ chưa, anh này là tới tận
hai tuần sau, tại vì lúc đó em nói là bây giờ mà nếu mà không nói gì với em thì em không có chịu. Thì sau đó mới tỏ tình với em ở bên bờ sông. Tỏ tình sao? Đâu kể coi. Dạ, nói là bạn gái anh nha vậy thôi. Mà có nói những cái câu lãng mạn không hay là vô sự cái liền? Dạ, ảnh không có xến xúa được. Dạ, tại vì em là kiểu hay vẽ do đó mà trong đầu em toàn hình không mà chứ nó không có chữ. Do đó mỗi lần tưởng tượng cái gì em toàn tưởng tượng ra hình, em không mà chữ, em chữ không được. Em có vẽ tặng cổ một cái tấm hình nào? Dạ nhiều lắm. À, đúng rồi. Lần đầu tiên ảnh gặp em là ảnh có vẽ cho em một cái cạc và mấy cái chibi á, ảnh dán lên nó, ảnh khéo tay lắm. Nên là lúc đó cũng ấn tượng vì cái tấm đó. Lúc mà em trả lời trên Facebook á là do ảnh đã lấy cái hình của em ảnh vẽ lên trên đó. À. Em mới ấn tượng, em mới trả lời chứ lúc đầu là không thèm quan tâm tới luôn. Rồi cái tình cảm của các em á nó có trơn tru không? Nó có êm đềm không? Quen nhau anh này con gái xung quanh nhiều lắm cho nên lúc mà quen á là mặc dù ảnh nói là em con nít nhưng mà thực ra là ghen là có lý do hết. À. Bởi vì lúc quen nhau là không công khai đâu. Nên con cứ giận hoài. Nó có công khai với mẹ không? Với dạ, mẹ sau này thì con mới dắt về cho gia đình sau. Dạ. Nhưng mẹ rồi... có thích con này không? Khi mà dắt về gia đình thì ban đầu tại vì gia đình hai đứa mới đến với nhau nhanh quá. Vậy đó mà gia đình còn hơi lo, rồi không biết là hai đứa sẽ sống với nhau như thế nào, rồi công việc như thế nào. Ba mẹ của em thì muốn hai đứa cho thêm thời gian để củng cố về kinh tế rồi cái kiểu. Nhưng mà lúc đó thì em muốn cưới bạn này lắm rồi. Cũng bày ra mưu, đôi khi phải dụ ba mẹ lên trên, sau đó con xuống kiếm hộ sổ khẩu để đăng ký kết hôn luôn mà kiếm không ra. Cái thất bại. Dạ. Nhưng mà em biết là mẹ của Đức là không muốn cho hai đứa lấy nhau sớm vậy, thì em có bị cảm thấy bị hụt hẫng không? Dạ lúc đầu là rất là buồn. Với lại mẹ có nói là lý do là bởi vì gia đình không có môn đăng hộ đối. Nên là lúc đó rất là buồn. Nhưng mà sau đó em nghĩ là nếu mà em là mẹ chồng á thì em cũng nghĩ giống mẹ. Nên là sau đó không có giận nữa. Nhưng mà vẫn buồn, đến bây giờ vẫn thấy buồn. Môn đăng hộ đối là về phía nào? Về dạ, phía mình phía nhà em. Nhà mình không môn đăng với nhà Đức đúng không? Dạ lúc đó là muốn chia tay, về là cứ cãi nhau với anh này chia tay. Nhưng mà ảnh mỗi lần đòi chia tay là anh giờ anh đi chết cho em coi, xong rồi đòi đồ sống đồ chết đúng dạ, không? Đúng rồi. Mà nhảy cầu đúng không? Dạ, đúng rồi. Mà có thực hiện không? Dạ có, lấy cái dao gạch tay làm sợ quá trời, trời sợ luôn. Ôi, thiệt luôn hả Đức? Dạ em lỡ tay, sau đó rồi xong rồi lỡ tay. Rồi bao lâu thì mẹ mới chấp nhận cho hai đứa lấy nhau? Sau này thì tụi em chứng minh cho ba mẹ thấy tình cảm của mình. Rồi hai đứa đến với nhau là đúng. Bản tính của em là em thay đổi nhiều lắm á. Trước đây thì em cũng không nghĩ là em sẽ lấy vợ sớm như vậy đâu. Em còn muốn đi chơi em còn... Nhưng mà bây giờ thì em thích ở nhà để chăm sóc con cái. Những cái tật xấu của mình á mình bỏ nhiều. Rồi bây giờ là ba mẹ thông hết chưa? Hai bên? Dạ bây giờ thì ba mẹ cũng cảm thấy đỡ hơn trước rồi. Dạ. Đỡ hơn trước á hả? Có nghĩa là chưa chấp nhận là sao? Dạ chấp nhận rồi, tại vì vô thăm rất là thăm nhiều, thăm thường xuyên á. Ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em ở Phan Thiết. Rồi hai đứa là đã có cái đám cưới chưa? Dạ chưa. Tụi em quen nhau á rồi cũng định đi đến kết hôn thì cũng có đi coi thầy, cái kiểu là năm đó thì có vẻ không hợp lắm, chứ là sau này tụi em thống nhất với nhau là khi mà con lớn tụi nó chập chững biết đi thì tụi em sẽ cố gắng làm một cái đám cưới nó dễ thương. Để cho mà hai đứa nắm váy của mẹ cũng dễ thương lắm. Dạ. Mà hai đứa giờ chập chững biết đi chưa? Một đứa biết đi, chập chững biết đi, đang tập nói, một đứa thì đang bỏ. Trai gái cơ? Dạ con bé lớn là con gái, còn bé sao là trai. 10 điểm rồi. Trời, như vậy năm sau đám cưới nhớ mời tôi với Hồng Vân nha. Dạ. Mong là lên cái chương trình này xong á thì ba mẹ của Đức á cũng như là của Nghi coi được cái chương trình này á thì chắc là hai bên gia đình sẽ thấy là đây là một cặp đôi rất là hạnh phúc, và các em đã coi như mỗi bạn đều có một cái sự nghiệp, một công việc riêng rất là ổn định, chắc là ông bà sẽ cảm thấy yên tâm và rất là hạnh phúc. Bây giờ này nghe nè, nói chung là em bỏ được rất là nhiều tật xấu rồi đúng không? Vậy thì không biết Nghi, trước đây hồi lúc còn trẻ em có những cái gì mà sau khi em gặp Đức và em trở thành mẹ thì em đã từ bỏ những cái điều gì mà trước đây mà em cảm thấy rằng là không nên? Em thì thấy là trước đây em thường xuyên không có thích một cái gì lâu á, kể cả việc thích ở kế một cái người lâu á. Thì bây giờ thì em từ lúc em gặp chồng em thì em mới thích ở kế ảnh. Với lại công việc thì em cố gắng nhiều hơn, phát triển tập trung một cái. Trước đây thì em là hot girl. Dạ đúng rồi. Chụp hình coi như là. Dạ đúng rồi, em chụp hình rất là sexy cho nên ảnh thích. Ảnh thích à? Dạ. Đàn ông biết yêu bằng mắt mà đúng không? Nhưng mà giờ em mà đăng hình sexy là không thích không? Dạ từ lúc mà em quen ảnh là em bắt đầu em khóa cái đó lại luôn, không xài cái Facebook đó nữa. Tại vì ảnh cũng ghen dữ lắm, ảnh cứ ai mà comment cái là em nói chuyện với thằng đó kìa, em đi chơi với thằng đó thì đừng có nhắn tin cho anh. Vậy đó hả? Rồi chia tay rồi từng lâm hết đó. Đó cũng là tật xấu đó nghe. Thôi sẵn đây khui luôn đi em. Ừ. Đó. Anh Đức anh có tật xấu gì nhiều không nè? Dạ thật ra từ lúc cưới nhau tới giờ
em không có thấy ảnh có tật xấu gì mà đáng để phải thay đổi. Chỉ có một cái điều là ảnh thường cái giọng nói của ảnh á, mỗi lần mà ảnh nói chuyện với em lâu lâu tự nhiên cái lên giọng cái làm cho em cứ tưởng là muốn cãi lộn với em không mà. Xong rồi cái em say qua dây anh muốn hiếp em hả, là cái anh im vậy à? Dạ. Nhưng mà thật ra cái đó là do cái mình không lượng. Kiểm soát được cái âm lượng của mình đúng không? Thực ra thì em thấy hai tụi em nó có vấn đề về giọng nói với em. Đôi khi vợ em trả lời bình thường mà em cũng nghĩ là đang quạo mình. Vậy đó hả? Đôi khi em nói bình thường mà vợ em lại nói sao anh quét em. Nhưng mà em có quạo lại không? Dạ đôi khi thì quạo lại, đôi khi thì không. Tại vì tính đến chị này một tính xấu đó là rất là nổi nóng, một khi nóng hay như là nổ tung rồi đó, do đó mà như bà này mạng hỏa mà em mọc cho nó đốt cái em đốt cháy luôn, đôi khi cãi nhau vì rồi đòi ly dị luôn đó. Được cái là không có cãi nhau lâu, cãi nhau sau đó là làm huề trong ngày. Nhưng mà bây giờ là cãi như vậy là ở nhà có con có cái nó nghe rồi sao? Dạ, do đó mà tụi em cũng cố gắng là mình bớt cãi nhau lại để là không ảnh hưởng đến có khi nào con bé lớn đó, nó nghe thấy hai cha mẹ lớn tiếng là nó cũng lớn tiếng theo. Nó bắt chước không? Dạ, nó bắt chước. Có. Con lớn con chống nạnh vậy nè, cái nó cũng bắt chước, nó chửi ba nó theo. Nó mặc dù là nó không biết nói hết nhưng mà nó vừa nói nó vừa cười, nó cứ tưởng là ba mẹ giỡn với nhau. Vậy là anh tưởng tượng được cái lúc em giận lên em như thế nào rồi nó nghi. Dạ. Nó bắt chước nghi phải không? Nó bắt chước nghi nó. Dạ đúng rồi, nó rất là bên mẹ, hai đứa nào cũng bên mẹ đó. Tập xấu ở đây nhiều lắm. Kể đi em. Nào là sợ tất cả các con nhưng chỉ có mỗi chồng là không sợ. Chồng là quát đánh nè. Vợ em còn nói dạo này em yếu anh, em cảm thấy người yếu à. Em anh nghĩ em có nên đi tập Muay Thái không? Anh thấy Muay Thái thôi đừng tập Muay Thái, bây giờ là cả xóm sợ em tập Muay Thái là cả phường nó sợ luôn đó. Rồi sợ ma nhưng lại rất hay nghe chuyện ma. Mà ngộ một cái là càng em làm bánh thì em phải nghe chuyện ma em mới làm được. Trời ơi sao em có cái sở thích càng lạ rùng rợn á thì em lại càng suy nghĩ ra bánh được. Vô kinh Hồng Vân Entertainment nghe chưa? Dạ. Nhiều chuyện ma lắm dạ. Đôi khi hồi đó em tắm hay mở cửa quay phim em, sau đó lấy clip đó để tống tiền em, sau đó bắt em phải mặc váy vô để quay đi phim lại, sau đó dùng cái clip mặc váy để tống tiền em tiếp. Trời ơi mất cái nhảy luôn. Cái là chồng em mệt đó nghe. Hả? Rồi sao? Còn gì nữa không? Nhiều đó rồi, tại vì nhiều đủ rồi ha. Dạ. Mong muốn Nghi thay đổi gì Đức á? Thực ra thì em điều thứ nhất là em mong muốn là Nghi giữ sức khỏe, tại vì mỗi khi mà Nghi làm việc thì lại không có tập trung cho sức khỏe mình. Thứ hai nữa là dành nhiều thời gian cho em và con xíu. Đôi khi em chỉ cần bữa cơm hay buổi tối là dành chút thời gian cho chồng và con, tại vì bạn này rất là ham việc. Chỉ như đó thôi, với lại bớt nóng tính lại xíu. Em thì chỉ mong chồng em khỏe, với lại bây giờ em muốn ảnh người ý cho cái cảm xúc của ảnh nhiều một chút. Tại vì từ lúc mà ảnh gặp em á thì ảnh để cái cảm xúc của ảnh lên em nhiều quá. Nên em buồn vui sao là ảnh hưởng ảnh hết. Như vậy thì ảnh không có làm việc của ảnh được. Và anh hy vọng rằng là khi mà bạn nhỏ bắt đầu là biết đi chập chững rồi thì hai em sẽ bắt đầu hoàn thành cái đám cưới của hai em nha. Rồi xin cảm ơn hai đứa nha. Okay, nhưng mà